Ngày nại ngày nay, vua Hùng Vương thứ 2000 có một cô công chúa đã gần đến tuổi 30, tài sắc vẹn toàn tên là Mị Nương. Do mải học hành và tu chí lập nghiệp nên giờ vẫn chưa lấy chồng. Thương con gái, vua mới ban truyền trong nhân gian kém làm phò mã. Qua rất nhiều vòng thi tuyển gắt gao, cuối cùng cũng lọt vào vòng bán kết ba chàng trai có đủ tiêu chuẩn xin hỏi cưới công chúa. Ồn ào nhất là hai anh chàng. Một là Thánh Tản, con nhà đại gia quyền quý Sơn Tinh. Hai là Thánh Nước, con cháu nhà đại gia quyền quý Thủy Tinh. Thánh Tản chỉ tay lên bản đồ Việt Nam và thế giới, thấy đâu cũng là núi rừng muông thú do nhà anh gây dựng và quản lý. Thánh Nước chỉ tay tới đâu cũng là rừng vàng biển bạc của gia đình nhà mình. Nhà vua rất ưng một trong hai chàng trai này, nhưng Mị Nương thì không có vẻ gì là hào hứng cả. Cuối cùng, nhà vua mời nốt chàng trai thứ ba, trên tay cầm một mâm sính lễ nho nhỏ, phủ một tấm vải đỏ bé bé lên trên. Nhà vua bèn nói: "Sính lễ gì mà tầm thường thế kia?" Chàng trai rất bình tĩnh, tự tin, trên tay cầm bốn hộp thẻ. Đầu tiên là một tập thẻ quà tặng đựng trong những chiếc hộp rất xinh xắn. Chàng tặng cho tất cả các thần triều đình, các cung nữ, nô tỳ dùng để mua điện thoại thông minh 99 Plus và mua ứng dụng điện thoại, mặt mũi ai cũng tươi cười rạng rỡ. Tiếp theo, chàng tặng cho Đức Vua một thẻ tín dụng quốc tế Visa Platinum Vietinbank để ngài có thể đi vi hành khắp thế giới mà không cần phải mang theo quá nhiều tiền tệ, rất dễ bị lậu hành tung. Tiếp theo là một danh sách phát hành thẻ ATM Partner Vietinbank cho toàn bộ nhân dân để nhà vua có thể thu thuế tự động bằng dịch vụ nhờ thu, đồng thời trả lương, thưởng tự động bằng dịch vụ nhờ chi tới các quân sĩ, chúng thần. Mọi hoạt động giao dịch tài chính dùng qua thẻ rất minh bạch, giảm tải nhân sự cho bộ phận tiền tệ kho quỹ cung đình. Cuối cùng, chàng tặng cho công chúa một chiếc thẻ Visa Ribbit Vietinbank với tài khoản là Dương Vô Cực để nàng có thể tha hồ mua sắm quần áo hàng hiệu online. Với món quà rất văn minh, hiện đại, tinh tế với từng đối tượng, chàng trai cuối cùng, tức là Hoàng tử Thẻ, đã giành chiến thắng và cưới được công chúa Mị Nương về làm vợ. Trên thực tế, khách hàng của chúng ta chính là các công chúa Mị Nương để Hoàng tử Thẻ có thể chinh phục được nàng. Vậy sau đây xin mời các bạn cùng học về sản phẩm dịch vụ thẻ Vietinbank nhé!